mày làm gì được tao? Sao lại kêu mày tao? Tại vì mày nhỏ hơn tao, tao kêu bằng mày tao. Mình bé hơn hai mình á. Cái gì mày tính tao sợ mày chắc? Có giỏi thì cứ anh hai mày đi lưu lưu. Anh hai ơi, có người chọc em. Cái gì, đứa nào? Ai nhìn hiếp em? Đó. Đây hả? Dạ. Tại sao em lại chọc em anh? Có tin anh xử em không? Anh hai ơi, có người chọc em. Đây này nhóc, mày làm gì em gái tao? Thả em gái tao ra chưa? Anh nghe em giải thích đã. Này, em gái em, anh đáng yêu này. Con mũi nó chích, thế em phủi cho thôi. Anh hai. Ê, hình như mẹ gọi anh đúng không? Thôi anh về nhá, tí nữa mọi người sau nhá. Anh hai. Bye bye. Anh hai. Anh hai của mày đó hả? Đúng là đồ chết nhát, lưu lưu. Mẹ ốc, anh còn nghe nha. Ở trong trường anh hai nói là thằng học dốt nữa chứ. Thà học giỏi không nói, đằng này vừa dốt vừa dở mà vừa chết nhát nữa. Lưu. Hai người em đi. Vanessa Carter, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Candy. Candy. Em không có chơi với anh đâu, tại vì anh là đồ chết nhát. Không chơi với anh cũng được. Ăn trái cây không? Nè. Không. Anh bảo, bây giờ anh ra chơi bóng rổ với bạn. Lát mẹ có hỏi, bảo anh đi học thêm nha. Không, em không có nói dối đâu. Mẹ hỏi sao em nói vậy? Ơi con nhỏ này, có tin anh cắn em không đâu? Đứng ra. Thôi anh đi đó. Muốn nào? Đứng lại đó. Đi đâu hả? Con ra ngoài xíu. Xin phép mẹ chứ bà đi. Ngồi xuống đó. Bài kiểm tra của con đâu? Đưa cho mẹ coi. Hả? Ủa? Bài kiểm tra nào? Con không biết cái bài kiểm tra nào đâu. Nè, con đừng có nói dối mẹ nha. Cô giáo gọi điện thoại cho mẹ nói đã có bài kiểm tra rồi. Đưa đây cho mẹ coi. Hả? Hay là thủ tiêu nó rồi? À, con có bài kiểm tra, con quên mà. Con để đâu đó rồi, lát con kiếm sau nha mẹ. Sao mỗi lần nói chuyện với mẹ là con cứ lơ lơ vậy Vinh nè? Mẹ ơi, con mới lượm được cái này nè. Anh Vinh mới quăng luôn á. Hành động rất là nghi ngờ. Y chang Nobita luôn. Cái gì vậy? Nè. Ngồi đó, ngồi. Mẹ con mượn cái đó. Nè, mẹ nói cho biết nha. Em con còn nhỏ. Con á là phải làm gương cho em. Nghĩ sao mà xả rác kiểu này hả? Dạ, rồi, mẹ cho con cái làm đó. Làm gì? Cái thằng này. Quý thơ. Cái này là cái gì? Trời ơi, như gì mà vừa nhát gan mà vừa học với em. Nhả hột đó nha con. Mẹ ơi, con mỏi quá, mẹ tha con mẹ ơi. Ôi. Nè, mẹ nói rồi, đứng chừng nào đúng giờ quy định thì bỏ xuống. Thì mẹ bảo một tiếng, tiếng rưỡi rồi đâu. Trả treo hả? Hả? Muốn ăn đòn đúng không? Hả? Ở đâu ra? Trời ơi, mới có bị lớn đó thôi mà. Lừa dối cha mẹ. Đúng rồi, lừa dối cha mẹ. Con quá lắm nha Vinh ơi, nha. Tại sao vậy hả? Học hành có bao nhiêu đó cũng không xong. Con có ai mà con học dốt quá vậy? Đúng rồi, giống mai mà học ngu quá vậy. Bà nha bà. Bà bớt bè giùm tôi cái nha bà. Dạ. Ủa mẹ, bè là gì mẹ? Bè là nó theo đó. Thì con là con của mẹ, không giống mẹ giống ai. Mẹ trả treo với mẹ, hả? Hả? Bắt đầu từ ngày mai mẹ cấm giận tất cả. Không cho tiền ăn sáng. Bỏ lên. Không đi chơi, không bóng rổ, không game, không truyện tranh, không xài smartphone, không tất cả mọi thứ. Cái gì vậy? Mẹ cấm như thế làm sao con sống được? Đó là chuyện của con. Con là con của mẹ, phải nghe lời mẹ. Cái đi. Dạ. Mẹ ra lệnh, từ ngày mai con có nhiệm vụ phải canh chừng anh Winner cho mẹ, nhớ chưa? Dạ. Cái gì mẹ? Nó là em con mà sao mẹ lại như vậy? Không được đâu mẹ. Im đi, đó là lệnh. Bà nha bà. Bà nha bà bớt bè nha. Bà bè riết là cá màn lứa nha. Dạ. Nhớ chưa? Dạ.
học hành không tới đâu, câu cái gì cái. Tôi khổ quá mà cái thằng này. Đừng nói cho mẹ. Anh ăn không? Ăn. Đứng đó đi. Cái gì vậy? Mẹ ơi, anh Vinh đang không chịu học bài, anh Vinh đang ngủ kìa mẹ. Đang học học này, học này, học 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 học. Cái gì vậy? Dạ, anh Vinh không chịu học bài mà quên nơi ngủ. Cái gì vậy? Con đang học bài, con đang học bài nè. Nè. Học bài còn cái quyển đó là gì? À, cái quyển, quyển này là con để đây, con yêu nó, con để đây cạnh. Không con... có giỡn mặt với tôi nha. Nha. Con nằm trên giường là con... Lên bàn học đàng hoàng nha. Con ngồi đây cho nó thoải mái. Ông cái được, ông cái được nổi. Tôi nói cái gì là ông cãi, leo lẻo à. Cái đi. Dạ. Đứng đây canh cho mẹ, có tình hình gì là hú mẹ liền. Yes my mom. Yes my mom là gì mà đam. Canh cho mẹ nha. Dạ. Cái đồ lẹo mép. Mẹ ơi, anh hai không chịu học bài mà anh hai đọc truyện kìa mẹ. Nè, đọc sách nè nè, không thấy sách hả? Bài nè. Nói hoài à. Candy. Dạ. Về đây anh bảo. Bây giờ anh nói này, em ngồi đây làm sao mà anh học được? Chi bằng hôm nay em ngoan, em đừng mép mẹ đi. Em muốn cái gì anh chiều. Thế anh? Thiệt, quân tử nhất ngôn. Hứa nha. Hứa. Ba đi ra lên nha. Mệt quá mẹ ơi. Ơi bà. Tự nhiên mình lại làm trâu làm bò cho nó cưỡi với trời. Candy ơi, anh mệt quá, xuống nghỉ tí em ơi. Không được, hồi nãy anh đã hứa với em là anh làm bò cho em cỡ một tiếng lận mà. Ừ. Còn phải mua kem cho em nữa. Gì? Trời, anh hết tiền rồi làm sao mua kem mà, lúc anh mua kem cho em rồi mà. Anh không chịu đúng không? Ừ. Em với mẹ. Ê. Vậy em thích gì em chiều. Nhưng mà không được mách mẹ, được chưa? Dạ. Ok. Nhưng mà anh phải mua kem cho em ăn mỗi ngày ấy nha. Candy. Dạ. Anh Vinh nào học hành sao rồi con? Dạ. Sao rồi? Theo số liệu thống kê của anh học giỏi đó mẹ. Không dám đi toilet luôn đó mẹ. Thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt không? Thiệt mẹ nè, con học nguyên đoạn này từ nãy đến giờ luôn á. Giỏi đó. Bây giờ mẹ đi làm móng, tí xíu nữa mẹ quay trở về nhà. Tình hình có như thế nào thì phải báo cho mẹ biết liền nha. Ok mom. Ok mom. Mẹ. Bây giờ mẹ đi làm móng rồi. Anh có việc phải ra chơi bóng với cả bọn thằng Tèo. Lát mẹ về gọi điện cho anh nhé. Dạ. Anh đi đây. Nhớ mua kem nha. Ừ. Con nhỏ này đúng là dễ dụ thật. Có cho có cái kem mà cũng được việc phết. Tranh thủ đọc truyện cái nhỉ. Sung sướng quá ha. Đi chơi không nói ai tiếng nào ha. Ủa mẹ sao mẹ về sớm vậy? Con tưởng là Candy nói là tí nữa mẹ về mà. Tưởng hả? Candy đâu? Candy. Dạ. Candy, hôm nay mày dám bàn đứng anh hôm nay phải cho mày một trận. Nè, mày tránh ngồi xuống, ngồi xuống đó. Mẹ còn đứng đây mà, hả? Dỡ cái thói ăn hiếp em lên trước mặt mày hả? Nằm xuống với mẹ. Mẹ con lớn rồi. Nằm xuống. Bữa nay mẹ phải cho con một trận cho con biết nha. Đừng bao giờ mà làm việc mà không xin phép mẹ. Nằm xuống. Con lớn rồi mà mẹ. Không xin phép mẹ. Lớn hả? Mày lớn hả? Mày lớn đâu? Mày lớn thì mẹ cũng đẻ mày ra. Mày lớn hả?